Kính chào quý vị và các bạn đang đến với bản tin kinh tế của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương. Thưa quý vị, sau kỳ nghỉ Tết vui tươi, các doanh nghiệp ở Bình Dương phấn khởi quay trở lại hoạt động sản xuất kinh doanh. Song song đó, doanh nghiệp cũng tập trung thực hiện tốt các giải pháp đảm bảo an toàn cho người lao động. Bản tin hôm nay sẽ có phóng sự đề cập đến nội dung này. Trước hết xin mời quý vị cập nhật những thông tin kinh tế nổi bật trên thế giới và trong nước. Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed ngày 2 tháng 2 đã quyết định nâng lãi suất cơ bản thêm 0,25 điểm phần trăm lên biên độ 4,5 đến 4,75%, mức cao nhất kể từ tháng 10 năm 2007. Đây là lần tăng liên tiếp thứ 8 và là đợt tăng lãi suất với mức tăng nhỏ nhất của Fed kể từ khi chu trình thắt chặt chính sách tiền tệ này bắt đầu hồi tháng 3 năm 2022, khi Ngân hàng Trung ương Mỹ cố gắng kiềm chế lạm phát mà không làm ảnh hưởng đến khả năng phục hồi kinh tế. Quyết định nâng lãi suất của Fed được đưa ra trong bối cảnh tăng trưởng kinh tế của Mỹ trong quý tư năm 2022 đạt 2,9%, giảm 0,3 điểm phần trăm so với mức tăng trưởng 3,2% của quý trước, nhưng vẫn vượt mức kỳ vọng mà các chuyên gia đã đưa ra trước đó. Sau động thái tăng lãi suất của Fed, Ngân hàng Trung ương Anh đã có quyết định tương tự, tăng lãi suất thêm 0,5 điểm phần trăm lên mức 4%. Đây là lần tăng thứ 10 liên tiếp, song Ngân hàng Trung ương Anh cũng làm rõ, có thể đây là lần tăng lãi suất cuối cùng trong đợt tăng này. Trước đó, các dự báo cho thấy lạm phát tại Anh hiện đã đạt tới mức đỉnh và sẽ giảm dần trong năm nay và năm tới. Công nghệ là ngành kinh doanh nhiều rủi ro, lãi suất cao hơn cũng có nghĩa chi phí rủi ro cao hơn. Hiện làn sóng sa thải nhân sự đang tiếp tục gia tăng trên lĩnh vực này. Trong bối cảnh rất nhiều công ty công nghệ đang phải giải quyết hệ quả của việc tăng lãi suất, thêm vào đó là nguyên nhân đến từ sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo. Tháng 1 năm 2023 vừa kết thúc cũng là tháng có nhân sự công nghệ bị sa thải nhiều nhất kể từ khi xảy ra đại dịch COVID-19. Các ông lớn Amazon, Alphabet, công ty mẹ của Google, Microsoft và IBM đã sa thải tổng cộng gần 44.000 nhân sự. Theo số liệu mới nhất từ website layoffs.fi đã có 256 công ty trong ngành công nghệ toàn cầu và tiến hành sa thải khoảng 83.000 nhân viên chỉ trong tháng đầu tiên của năm 2023. Các nước xuất khẩu dầu mỏ cùng các đối tác OPEC cộng hôm 1 tháng 2 đã thống nhất giữ nguyên mức cắt giảm sản lượng hiện nay. Quyết định mới nhất của OPEC cộng được đưa ra trong bối cảnh giá dầu thô đã tăng gần 13% kể từ khi giảm xuống mức thấp nhất là 76 đô la Mỹ vào tháng trước, sau khi Trung Quốc dỡ bỏ các hạn chế phòng chống dịch COVID-19. Trung Quốc là nền kinh tế lớn thứ hai thế giới và là nhà nhập khẩu dầu thô hàng đầu toàn cầu. Theo dự báo của hãng tin Bangkok Biz, có 7 nhóm sản phẩm sẽ trở thành xu hướng trên thế giới trong năm 2023. Những nhóm sản phẩm này bao gồm sản phẩm mang tính đổi mới, sản phẩm cỡ nhỏ, sản phẩm tiện dụng, sản phẩm chăm sóc sắc đẹp, sức khỏe, sản phẩm cho người cao tuổi, sản phẩm địa phương và sản phẩm thân thiện với môi trường. Chuyển sang phần tin trong nước. Thưa quý vị, phiên họp thường kỳ tháng 1 năm 2023 của Chính phủ đánh giá tình hình kinh tế xã hội phục hồi tích cực, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát tốt trong năm 2022 và tháng 1 năm 2023 đã tạo điều kiện cho nhân dân cả nước vui xuân, đón Tết vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, tạo tiền đề để thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ của năm mới 2023. Phiên họp do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì và được kết nối trực tuyến với các địa phương trong cả nước. Theo Thủ tướng, tình hình phát triển kinh tế xã hội tháng đầu năm 2023 đạt được những kết quả toàn diện. Các ngành lĩnh vực chủ yếu như công nghiệp, nông nghiệp, du lịch phát triển ổn định và khởi sắc. Sau Tết, không khí ra quân lao động, sản xuất kinh doanh sôi động, hào hứng, phấn khởi. Báo cáo triển vọng kinh tế toàn cầu vừa công bố trong tháng 1 năm 2023, Ngân hàng Thế giới dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm 2023 là 6,3%. Tuy thấp hơn 0,2% so với kỳ dự báo trước, nhưng đây là mức cao thứ hai trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Tính đến cuối tháng 1 năm 2023, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 của tỉnh Bình Dương là 74,4%. Trong đó, kế hoạch năm 2021 kéo dài đạt 50,3%, kế hoạch năm 2022 đạt 84%, tăng hơn 20% so với thời điểm 30 tháng 11 năm 2022. Kết quả đó nhờ vào sự nỗ lực rất lớn của kế hoạch triển khai chiến dịch cao điểm 50 ngày đêm đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công.
Tuy nhiên, công tác đầu tư công của tỉnh còn gặp nhiều hạn chế vướng mắc, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công chung và tỷ lệ giải ngân công trình trọng điểm không đạt được mục tiêu kế hoạch đề ra, nhiều nhiệm vụ, giải pháp vẫn chưa được triển khai kịp thời. Tại cuộc họp tổng kết kế hoạch triển khai chiến dịch cao điểm đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Võ Văn Minh yêu cầu lãnh đạo các đơn vị phải đôn đốc tăng cường chỉ đạo công tác đền bù giải tỏa, tập trung các công trình trọng điểm như đường vành đai 3, vành đai 4 Thành phố Hồ Chí Minh đoạn qua Bình Dương, đường Thủ Biên Đất Cuốc, hội đồng thẩm định giá đất, tổ giúp việc kịp thời hướng dẫn các đơn vị chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ để thẩm định và trình phê duyệt các hồ sơ. Mục tiêu giải ngân đầu tư công của tỉnh là đạt 25% trong quý 1, 65% trong 6 tháng đầu năm 2023. Sau Tết, nhiều doanh nghiệp ở Bình Dương có nhu cầu tuyển dụng số lượng lao động lớn với chế độ lương và phụ cấp rất tốt. Qua đó, người đi tìm việc đầu năm có nhiều cơ hội lựa chọn công việc mà mình yêu thích. Thống kê bước đầu của Sở Lao động Thương binh Xã hội tỉnh, trong quý 1 năm 2023, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh cần tuyển hơn 10.000 lao động, trong đó có khoảng 35% là tuyển mới mở rộng sản xuất, số còn lại bù đắp lực lượng lao động thiếu hụt sau kỳ nghỉ Tết. Các ngành nghề cần tuyển số lượng lao động lớn là may mặc, giày da, điện tử, cơ khí, ngũ kim và một số ngành dịch vụ. Bên cạnh tuyển dụng trực tiếp, nhiều công ty cần tuyển nguồn lao động lớn thông qua Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh. Đây là tín hiệu tích cực thể hiện các doanh nghiệp đang phục hồi rất mạnh mẽ trong sản xuất và xuất khẩu. Điều này sẽ giúp cho người lao động bảo đảm thu nhập ổn định cuộc sống trong giai đoạn đầu năm mới. Theo thống kê của Liên đoàn Lao động thành phố Thuận An, gần 90% doanh nghiệp ngoài khu công nghiệp đã hoạt động sản xuất trở lại. Tất cả tạo nên một không khí lao động khẩn trương, sôi nổi ngay từ đầu năm. Đến thời điểm hiện tại, rất nhiều doanh nghiệp ngoài khu công nghiệp tại Thuận An có được đơn hàng và đưa hoạt động sản xuất sôi động trở lại. Thuận An kỳ vọng những tháng đầu năm 2023, các doanh nghiệp sẽ có được nguồn đơn hàng ổn định để duy trì hoạt động và tạo công ăn việc làm cho người lao động, nhất là những lao động xa quê. Hiện tại thì các doanh nghiệp nằm ngoài khu công nghiệp tại Thuận An đang tuyển dụng khoảng 500 lao động. Liên đoàn Lao động thành phố đang phối hợp cùng Phòng Lao động Thương binh Xã hội, Trung tâm Giới thiệu Việc làm tỉnh Bình Dương tiếp tục cung cấp nguồn lao động phù hợp cho các doanh nghiệp có nhu cầu. Kỳ nghỉ Tết Quý Mão 2023 đã kết thúc, các doanh nghiệp bắt đầu triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh cho năm mới. Bên cạnh sự quan tâm ổn định hoạt động sản xuất, lấy đà tăng trưởng cho cả năm, doanh nghiệp cũng lưu ý người lao động làm việc nghiêm túc, tập trung, đảm bảo an toàn đến mức cao nhất. Từ mùng 6 Tết, doanh nghiệp này bắt đầu xuất khẩu những lô hàng đầu tiên. Doanh nghiệp có hơn 800 công nhân lao động. Sau kỳ nghỉ Tết, 100% công nhân viên đều trở lại làm việc. Đơn vị cũng đã ký được nhiều đơn hàng trong quý 1 năm 2023, nên dây chuyền sản xuất được vận hành 100% công suất, tạo khí thế phấn khởi ngay từ đầu năm. Trở lại năm 2023 thì anh em làm thoải mái, rất là phấn khích. Thì năm rồi đời sống anh em cũng ổn định, rồi thưởng đồ kia thì cũng cao. Chung là cũng ổn định, mong là 2023 năm nay thì công ty nó sẽ phát triển hơn nữa. Và anh em có thu nhập cao để đủ đời sống trong gia đình. Khi khởi động lên đó thì các nhà máy dây chuyền của mình đã gần như là hoạt động trở lại toàn bộ hết. Cán bộ công nhân viên thì họ vào làm việc với tinh thần rất là phấn khởi. Và với cái thông tin truyền thông đại chúng như chúng ta đã biết đó, thì trong năm 2023 này mặc dù có nhiều khó khăn, thách thức, tuy nhiên là theo như cái dự báo của ngành đó, thì năm 2023 vẫn có rất là nhiều cơ hội cho doanh nghiệp. Do đó thì ngay từ đầu năm thì cái hoạt động sản xuất cũng đã trở lại và gần như mình vận hành hết công suất. Còn về vấn đề an toàn thì lãnh đạo nhà máy cũng luôn luôn với các cái lãnh đạo phòng ban nhắc nhở anh em chú ý hết sức trong cái hoạt động an toàn của mình. Đặc biệt là cái kiểm soát của công ty thì gần như là Tết mà ngày xuân thì rượu bia thì thường thường là anh em công nhân viên người ta có thói quen đó. Tuy nhiên là mình quán triệt đã vào làm việc thì không có rượu bia và chắc chắn nếu có rượu bia thì không được vào công ty. Và thứ hai nữa là về mặt tinh thần thì gần như là tất cả các anh em đều rất là tốt. Có thể thấy, các doanh nghiệp chủ động tăng cường triển khai nhiều biện pháp, vừa nhanh chóng bắt nhịp sản xuất trở lại bình thường, vừa phòng ngừa tối đa những nguy cơ mất an toàn như cháy nổ, rò rỉ hóa chất, tai nạn lao động. Bởi thời điểm này, dư âm Tết Nguyên Đán vẫn còn, nên đôi khi người lao động hơi lơ là chủ quan, sao nhãng trong quá trình làm việc. Từ đó, tiềm ẩn rủi ro vô tình dẫn đến những sự cố đáng tiếc, đặc biệt đối với những doanh nghiệp chuyên sản xuất hóa chất, khí nén, vật liệu dễ gây cháy nổ, công tác đề phòng càng đòi hỏi cao hơn. Bên chỗ công ty Việt Nga thì đã có kế hoạch trước nửa tháng. Anh em thì bắt đầu vô làm từ ngày 6 rồi. Đấy, và đây thì bên Sở Công Thương cũng thường xuyên nhắc nhở về cái vấn đề an toàn phòng cháy nổ và an toàn về lao động.
cho nên anh em đều được trang bị đầy đủ hết tất cả và cũng được huấn luyện hàng tháng. Thì công ty mình thì nói chung là lúc nào cũng luôn luôn tuân thủ về cái an toàn lao động và an toàn trên sản xuất. Với lại bên Sở Công Thương lúc nào cũng nhiệt tình và hướng dẫn lại chỉ đạo cho bên mình làm việc càng tốt hơn nữa. Sở Công Thương Bình Dương thường xuyên đôn đốc, lưu ý các doanh nghiệp vấn đề an toàn trong sản xuất. Đây là việc làm quan trọng thường xuyên, góp phần giúp người lao động an tâm làm việc và đảm bảo sự phát triển bền vững, lâu dài của doanh nghiệp. Thị trường hàng hóa thiết yếu trên địa bàn tỉnh Bình Dương sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 vẫn ổn định. Các siêu thị tiếp tục có nhiều chương trình khuyến mãi nhằm kích cầu tiêu dùng của người dân. Theo Sở Công Thương Bình Dương, sản lượng tiêu thụ hàng hóa phục vụ riêng dịp Tết Quý Mão 2023 tại các siêu thị đều đạt kế hoạch. Điều này cho thấy sức mua hàng hóa của người dân Bình Dương khá tốt, tạo sức bật hoàn thành chỉ tiêu tăng trưởng tổng doanh thu hàng hóa bán lẻ của tỉnh năm 2023. Hiện các siêu thị đã bắt nhịp mua bán trong năm mới và đặt hàng cho nhà cung cấp kịp thời sản xuất để cung ứng đầy đủ đến người dân. Ngoài những chính sách khuyến mãi, chương trình bình ổn giá vẫn đang được các đơn vị tiếp tục thực hiện giúp cho người tiêu dùng an tâm mua sắm. Đây là yếu tố quan trọng để các siêu thị nâng cao sức cạnh tranh, duy trì thói quen mua sắm của khách hàng. Sở Công Thương đã yêu cầu các tiểu thương, đơn vị kinh doanh phân phối bán lẻ lưu ý chuẩn bị hàng hóa phong phú đầy đủ, không để xảy ra tình trạng khan hàng sốt giá gây khó khăn cho người tiêu dùng. Bản tin kinh tế tuần này xin được phép khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở những bản tin lần sau.